Rồi khi chúng ta soi ở bên bên trong cái thành ống thì nó sẽ rất là nét như thế này. Đó, chúng ta có thể kiểm tra trong cái thành ống như thế này, lên xuống ở đây. Đó, nâng hạ, kiểm tra bên trong. Rất là nét ha, các cái chi tiết của chúng ta. Rất là nét. Cái trục nó sẽ hiển thị như vậy. Đó, đây là cái sản phẩm cấp nguồn đèn ánh sáng cho cái optic này, optic nội soi đây. Rất là xịn ha. Bề mặt ngoài cũng vậy. Bề mặt ngoài thì chúng ta soi ở bên ngoài để chúng ta có thể thấy. Rồi các bạn có thể liên hệ với khangkien.com.vn hoặc là kinhhienvidientu.com.vn để có thể mua sản phẩm ha. Kiểm tra các cái cấu trúc kim loại, các cái thành ống phía bên trong bằng phương pháp nội soi ha. Kinh hiển vi điện tử nội soi để chúng ta có thể sử dụng. Đây. Trực tiếp là cái mẫu như thế này. À, chào các bạn ạ, chào mừng các bạn đến với channel của thiết bị kinh nghiệm công ty thiết bị Hoàng Kiên. Nay mình trên tay các bạn hệ thống kính hiển vi nội soi ha, điện tử công nghiệp. Đó, đây là cái hệ thống để chúng ta kiểm tra được các cái chi tiết sản phẩm như thế này. Rồi, đây là cái sản phẩm hệ thống kính hiển vi điện tử soi nổi của chúng ta. Soi nổi dạng nội soi như thế này ha, nội soi các cái mẫu vật có cái dạng thành ống như thế này, thành ống bên trong các chi tiết. Đó, như thế này cần kiểm tra trong các cái khâu sản xuất ha. Mà những cái kính hiển vi khác không có thể kiểm tra được cái lớp bên trong đó, thì cái nội soi này nó có thể làm như vậy. Thì khi các bạn mua sản phẩm thì sẽ bao gồm một cái hệ thống nguồn, nguồn này nó sẽ dẫn đến với cái dây dẫn sáng ở đây lên hệ optic. Chỗ này là cái optic phi 18 ha, F18 thì nó có thể soi được toàn dải như thế này với hệ thống giá của kính hiển vi được phân phối cũng như là chế tạo bởi Khang Kiên các bạn. Đó, thì anh em có thể quan sát trên màn hình đây. Đây là một cái hệ thống. Rồi, đây là một cái mẫu mà khách hàng muốn sử dụng để soi bên ngoài cũng như bên trong. Đây là lớp bên ngoài các bạn. Đây, bên ngoài thì có thể kiểm tra như thế này. Độ nét. Đó. Nếu bên bên ngoài thì chúng ta phải giảm ánh sáng một chút xíu. Còn đây là bên trong thành ống này. Đó, như thế này. Đó, đây là bên trong ống. Bên trong ống thì chúng ta có thể soi kiểm tra các cái chi tiết. Đây, cái ống lớn hơn. Ống lớn như thế này các bạn. Ta có thể để cố định bên dưới hoặc đưa bên trên. Rồi, khi đấy thì chúng ta sẽ có thể quan sát được các cái lớp bên trong này các bạn. Đó. Như là chúng ta chỉnh có cớt ở đây, chỉnh nét ở đây. Đó. Thì đây khi chúng ta quan sát trên màn hình các bạn thấy không? Nó sẽ thấy được những cái vết xước hay là những cái vết bào, vết tạo nhẵn của cái bên trong cái thành ống này. Đó, như thế này. Trong như vậy. Đấy, để chúng ta có thể kiểm tra cái lớp, tất cả các cái lớp ha, lớp trên, lớp dưới, đó, hay là lớp những cái lớp đáy như này, nó có gì trong đây, nó đều soi được, cái góc nó rất là lớn à, bao quát hết cho ông ta, mình có thể chỉnh nét, đây, độ nét của nó sẽ hiển thị trên cái màn hình. Rồi, khi chúng ta soi bên ngoài thì chúng ta sẽ giảm bớt cái độ sáng, trên cái bộ phận này nó sẽ có cái điều chỉnh ha, điều chỉnh giảm độ sáng để chúng ta có thể kiểm tra cái độ bóng, các cái chi tiết phôi ở ngoài như vậy. Ta soi đến đâu thì nó sẽ hiển thị trên màn hình đến đó ha. Tay ta di chuyển focus ở đây. Đó. Kiểm tra các chi tiết. Độ nét. Đó. Tay chúng ta đều đến đâu thì nó sẽ hiển thị đến đấy. Đây. Đây mình sẽ zoom xuống cho các bạn xem. Là như vậy. Cơ chế là như thế. Chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm nội soi này các bạn. Các cái chi tiết tiện phay ở đây ta có thể đưa tay đây, cái thao tác tay của mình đây các bạn, thao tác tay của mình ở dưới này chúng ta sẽ làm nhanh ha, kiểm tra nhanh các cái mẫu phôi lên trên màn hình. Đó, nó có rất nhiều các cái ba giớ bên trên,